Tôi Long An kính chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ đi cắm câu ếch cả nhà. Thì con lươn đặt cấm bữa giờ mình rộng nè, cái lúc nào nó chết rồi. Giờ mình sẽ cắt ra được bao nhiêu, mình cắm bao nhiêu nha. Con này khoảng được 30 mấy cục mồi á. Mình cắm sẽ được 30 cần câu nha. Chiều nay mình cắm vòng vòng nhà thôi, chứ không cắm xa nha. Thì nó chết rồi, nó khô luôn rồi. Giờ thì mình cắt nó ra là mình bỏ vô đây mình ướp mồi nha. Mình làm mồi thì đơn giản thôi. Lươn cắt ra khúc nhỏ 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 chừng ếch vừa ăn á nha. Rồi mình bỏ dầu chuối, con này chắc bỏ chừng ống hay ống dầu chuối vậy hả. Rồi miếng ngũ vị hương, rồi miếng tỏi cháy, miếng tỏi phi là mình đi cắm thôi. Và bây giờ thì mình tạm ngưng video nha, chút nữa ra ruộng mình cắm thì mình quay trở nhà xem nha. Còn khúc này mình cắt bỏ nha, khúc này nó ghê lắm. Rồi thì chiều nay mình cắm cánh đồng này nha. Đây cánh đồng mình nay lúa chín chân ở nhà thấy không. Thì mình cắm cặp theo cái mương mít ở trên đây nè. Ở trên đây có cái mương mít đây nữa nha. Trong cái chỗ bờ hổng mà mình cắm dính được con rắn nước á, thì nay mình quay lại đó cắm đó nha. Tại cắm ngoài ruộng mình có cắm một hôm mà không có dính, rồi mình không có quay video luôn. Mình xóa video luôn. Video đó được có 4 con ếch nè. Cắm nguyên đêm được 4 ếch nha. Rồi giờ mình tiến hành mình lên đó mình cắm nha. Trên bờ mít của mình nè, bờ vườn của mình nè, đi vòng bên trên đó. Vòng mấy cái vườn đó thì sẽ ếch nhiều hơn nha. Cặp bò này thì ếch nhảy nhiều lắm nha nhà, nhưng mà mình cắm không được. Cái nhà biết sao, cắm thì sẽ bị nước ngập, lát nước lên. Ếch nhiều lắm, cắm không được, cắm nước ngập chứ. Đùi giỡn mình đó đó. Ồ sáng ngày giờ quên đổ luôn ha. Rồi mình đi vòng qua đó mình quay cho nhà xem cách mình cắm đường câu đầu tiên rồi mình hẹp lại ở nhà vào buổi tối thăm nha. Hy vọng thì tối nay sẽ dính cầu quá trời cá chết luôn. Rồi cái đuôi giỡn mình bị nước phèn thì cá chết nhóc nha. Trời, xem té luôn. Chắc nước phèn ha, cá ngọt chứ, ngập nước vậy. Rồi, mình múc mồi xong rồi đó nha, thì giờ mình cắm thôi. Tiến hành lại của mương giữa này nè. Mương giữa này thì khui nước ra thì ếch sẽ gom lại đây thôi chứ không đâu á. Còn nó không gom đây nữa thì nó gom chỗ khác. Nó chơi vui nha. Đó, mình chà bãi như thế này. Cắm mồi con lươn chết này thì không hy vọng dính nó trong nha, nhưng mà có gắn nó cũng vẫn dính nhưng mà yếu. Rồi bây giờ thì mình đi cắm thôi nha. Chỗ mình đặt bẫy chuột thì trong đó đó. Giờ mình đi cắm câu ếch thôi, khi nào mà thăm thì mình quay cho nhà xem nha. Rồi bây giờ trời tối mình tiến hành đi thăm câu thôi cả nhà. Thì trong quá trình mình đi tới đi lui này có lung lắc, cả nhà thông cảm nha. Tại vì cái bờ này nó rất là xấu, đi nó sẽ lắc lắm. Rồi tuần đầu tiên mình không thấy cục mồi đâu hết, đứt lưỡi luôn cả nhà, sảy ngắn trung hay gì. Sảy ngắn trung mà sảy còn gì, đứt lưỡi luôn rồi. Mà cái nền nắng bon luôn, chắc sĩ nắng trung rồi nha. Bây giờ là khoảng 8 giờ đúng rồi nha. Mình thăm vòng nửa tiếng về, khoảng 8 rưỡi. Rồi cần này còn mồi nữa nha, thì khi nào mình dính thì mình sẽ quay cho nhà tiếp xem nha. Rồi tiếp theo cần em mưng mình có cần nữa nha, hình như cần này chiều mình quay cho nhà xem thì phải. Ê, trời con ếch chành há luôn nha. Đây đầu tiên của buổi tối nay, nhà thấy sướng không, biết thế nào cũng dính nè, bự nha nha, ếch này chạp bá luôn. Một con đầu tiên, một con tiền đâu. Mồi tan nát luôn, một móc mà mới luôn nha.
tiếp tục đi tiếp thôi nha. Rồi, tiếp theo mương này mình có nguyên bạc câu này nha, đang cần không dính nha. Nguyên bạc câu đi chồng. Chân mình bị đứt cái nó đau, đi nó hơi nhón nhón cái giật giật màn hình. Ê, còn ở nhà. Cũng ngon nha. Con thứ hai ngày hôm nay cũng được chụp cây câu rồi. Còn vài cây nữa hết nha. Oh, còn ếch nhảy tùm lum, nhảy bổm bổm luôn, nhảy sao không ăn câu ta. Đây đang còn nữa. Mình nhổ câu xong cái mình chà bãi cho nó láng lại nha. Đăng mình cắm lại nữa cho nó sáng này cho nó dính nhạy hơn. Mồi thì mình bỏ vô trong hũ mình rửa lại, tại mồi này mồi lương đó. Cái bãi mình vừa chà hơi láng láng rồi mình cắm lại luôn. Mồi thứ ba. Quá cái nhà. Đây, lượm con nữa. Chỗ mình thì dính vậy là dính dữ lắm đấy nha. Cái này là dính dữ lắm rồi đó, chứ thường ngày nó dính ít xíu. Mình thăm khoảng 50 cây câu là dính chừng 3-4 con là dữ. Tại này mình cắm trong trong giường. Ếch cho mình chưa ra ruộng. Cây cuối bên đây không dính nha nha. Rồi mình thấy ngay đầu mương dính con ếch khổng lồ lắm đó nha. Sao nó nhổ một câu, muốn nhổ một câu đi luôn à. Đây nè nha. Cũng được chứ không bự dữ nhưng mà nó phá cái bờ này, nó phá đường nè. Muốn nhổ một câu lên luôn. Khủng khiếp thiệt. Con này cũng được nha nha, không phải bự nhất nhưng mà không phải nhỏ nha. Chỗ mình thì cỡ này là rất là bự rồi. Cái này là quý lắm rồi nha. Thường thì không có cỡ này đâu. Nhái 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 không. Sẽ chỗ cắm lại. Mềm quá mềm, sáng này nhỏ mắt câu quá. Còn mồi. Còn mồi luôn. Mấy cá tư tưởng với cá phi chạy quá trời.
Đây, được con nữa nha. Mini. Mini này chắc mình để lại luôn á. Thôi để lại luôn, sáng này có ếch bự là để ăn. Nằm sau lưng ngừng câu ở nhà thấy không? Sáng ngày ếch cái rắn nước lại nó ăn. Tìm câu rồi. Bye. Đây cây nữa trước quốc cả nhà. Cua ốc lại ăn. Rồi tới cái mương Nguyên Thoại cả nhà ơi. Mương này hôm trước mình dính khá nhiều mương này nè. Hôm nay thì chưa biết thế nào. Qua một câu mất tiêu. Tức quốc. Cái mương này thì hôm trước cũng dính rất sáng à. Cái tối với nước xìu rớt luôn nha. Rồi cái mương Nguyên Thoại hôm nay thất thu rồi, to nhảy ếch nhảy như siêu nhân nhưng không dính. Không dính cái nhà ơi. Cua ghẻ gì không. Sáng này dính à. Tiếp theo đi dính được con nữa nha. Trong mương người thách thu. Mương dính cái nãy con đầu tiên. Chục cây một câu. Mười mấy cây. Được luôn. Chuột dứt nữa nha. Con chuột ăn. Dính được con ếch nhỏ nè. Con ếch lớn lại ăn chuột lại dứt. Ở nhà coi nè. Tan nát luôn nè. Ở trong này có con ếch con nữa thấy không. Chuột hay thiệt. Đó, nhường cho mày ăn đó, mày ăn đi. Cắm lại sáng này kiếm còn khác. Rồi, cần câu cuối cùng. Giờ mình về nhà mình tổng kết thôi nha. Rồi, mình vừa về tới cái nhà cả nhà ơi. Thì số ếch hôm nay mình có ba mấy cây câu thì cũng được nửa ký giá tối rồi nha. Đó, ngon không? Có mấy con ếch bự nè. Mấy con ếch nhỏ nó rơi goi goi nữa. Như 6-7 con vậy nha. 6 con thì điểm rồi. 6 con ở nhà. Rồi đến đây mình tạm ngưng video tối nay nha nha. Bây giờ thì chúc cho cả nhà một giấc ngủ ngon. Ngày mai, sáng ngày mai thì mình sẽ đi nhổ câu. Mình sẽ quay tiếp một đoạn nữa cho cả nhà cùng xem nha. Thì anh em thấy hay thì cho một like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi bây giờ thì chúc cả nhà ngủ ngon. Bye bye. Rồi, sáng rồi tiến hành đi nhổ câu nữa nha.
Con này con hồi tối, giống con hồi tối mình để lại quá. Nãy giờ nhổ cũng mới không dính. Hình như con này con hồi tối nha. Cũng là con đầu tiên. Sáng nay không dính nhiều nha. Nãy giờ vợ nhổ cũng nhiều câu á. Nhổ cũng 20, còn chừng chục cây nữa. Đây cạch nè. Mình còn dòng bên ao này cái nữa mà hết nha. Đây, như tới dòng đó dòng lại bên trên kia hết. Đây được con nhỏ nữa. Hồi tối dính được mấy con trọng trọng, không sáng là dính con mini. Sáng này gầu chết luôn. Mini mini không nha. Rồi, tiếp theo được con nữa nhà ơi. Cũng khá khá. Ít cũng roi roi chứ không bự dữ, nó quần bảy. Nguyên cái đầu con lươn hàng gì dính. Một con. Lai gai, buổi sáng có cũng đỡ. Sợ tối dính, dính hết. Chỗ này còn ếch bự nhảy lên nhảy xuống hoài mà cắm không dính nha. Nhảy lên nhảy xuống kiếm ăn hoài mà không dính. Còn cốc. Ê, cốc 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 cốc. Rồi, mình về tới nhà đó nha. Đây số ếch tối được mấy con. Bây giờ mình bỏ câu ngay vào nước ra mình rửa chứ không gì. Chứ mình bắt ra ngoài luôn cũng được. Sáng ngày được 3-4 con nữa nha. Bể nợ sáng ngày dính yếu quá nha, ngồi rửa câu luôn. Hai con cũng được được, con mini con trọng trọng rồi, con nhỏ con bự nữa, sáng ngày được 4 con bỏ chài nè. Rồi. 30 cây cũng được, như đây cũng ngon nha. Hình như là cũng được hơn nửa ký để mình hòm cân nha. Bây giờ mình rửa câu cái, bỏ cho nó khô đây chút đi. Bây giờ mình rửa câu cái nha. Rồi chút nữa mình cân ký cho nhà xem. Rồi, giờ mình cân thử cái được nhiêu ít nha nha. Rồi, 8 lạng. 8 lạng hơn, chắc còn được 8 lạng, ủa có được còn được 700 g nha. 700 g. 30 cây cầu 700 g ếch. Chỗ mình khó kiếm ếch lắm nha nha. Có mấy ông anh cũng cấm mà không dính nha. Mình cấm được như đây là mừng lắm đó. Bởi vậy hổm giờ mình ít cấm, ít ra video đó. Rồi. Đến đây chắc mình tạm ngưng video nha, nếu có bằng món thì mình sẽ làm quay cho cả nhà xem, còn không thì mình xin chào và hẹn gặp lại. Nếu nhà thấy hay cho mình một like, đăng ký kênh ủng hộ mình. Xin chào.